Xin mến thưa quý bà con cô bác, mình Toàn đang lưu thông ở trên cái tuyến đường đi về phía Hạ Long, và mình Toàn đang lưu thông ở đây là tại Hạc Hầu, vào chợ đấy và sẽ gửi hình ảnh đấy đến quý bà con cô bác để theo dõi những cái video mới và nhận được những thông báo khi mà kênh đăng những video thú vị. Thì rất mong quý bà con cô bác hãy nhấn nút đăng ký kênh để được theo dõi những video mới thú vị nhất. Và mến thưa quý bà con cô bác, tại đây là ngã tư Ao Cá của Hạ Long, và chúng ta vừa đi qua bến xe Bãi Cháy. Đây, nếu mà đi Hạ Long bay, quý bà con cô bác có thể là rẽ phải đường này để mà thì chúng ta có thể đi Hạ Long bay được. Đường này không phải là đường chính xuống Hạ Long bay, nhưng mà nó nối ra cái đường xuống Hạ Long bay, và đường cũng khá to để mà chúng ta đi. Mình Toàn đi tìm cái sân đánh bóng chuyền, nhưng mà cũng khu vực này cũng rất là ít quý bà con của bác ạ. Rất là ít sân. Ở đằng trước mặt thì có một sân của phòng cháy chữa cháy, nhưng mà cũng khá là đông. Và đây là cái khu biệt thự cao cấp đồi thủy sản của Hạ Long. Đây là cái đường lên. Và như quý bà con đang thấy là trên đồi này đang xây dựng rất là nhiều về các căn biệt thự. Người ta gọi đây là khu đồi thủy hải sản, đồi thủy hải sản Hạ Long, khu biệt thự đồi thủy sản Hạ Long. Mình Toàn xin phép ra trái đây để vào cái khu khu vực này. Đây là cái khu ngã ba Ba Lan. Xe chạy bụi quá bà con. Chúng ta vừa đi qua cái đường vào nhà máy đóng tàu Hạ Long, và cũng như là tên gọi khác là nhà máy đóng tàu Ba Lan. Đoạn vừa rồi quý bà con cô bác cảm thấy nó đông một chút, bởi vì là đấy là chúng ta vừa đi qua cái chợ Ba Lan. Tôi nhìn em gái kia sợ quá, giống như kiểu mà bị nhiệt.
phép rẽ trái ở đây lên nhà máy, lên cái khu công nhân ở của nhà máy gạch Toto. Và đây đây có một sân bóng chuyền ở đây nhưng mà không thấy người đánh. Không thấy người đánh rồi. Thôi mình toàn xin phép quay trở lại thôi. La 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 la. Cô bé mập đáng yêu quá. Đây là chúng ta đang lưu thông trên đường giếng đáy.
Ông ta sẽ trái đây, có thể chúng ta cũng đi ra Hạ Long. Đây ta ra trái, đây là rắn từ ao cá của bà con. À, đây là bệnh viện Bãi Cháy. Có em gái em mặc sexy quá.